Vâng, em xin kính chào quý anh chị, quý bà con cô bác, quý anh chị đầu tư, quý anh chị nhà vườn. Hôm nay em xin phép được quay gửi đến cho quý anh chị, quý bà con cô bác một lô đất với diện tích 5.000 m² nha quý anh chị nha. 5.000 m² view sông hồ. Đó. Cái này là đuôi đất nó ôm vòng quanh cái hồ này khoảng 150 m này. Đó, bên kia có cái đảo nhỏ này. Đấy, đây đó ra bên kia người ta đang câu cá này. Này anh chị nào mà làm khu vui chơi câu cá giải trí là đúng bài luôn nha. À, làm view nghỉ dưỡng khu vui chơi câu cá đạp vịt thì liên hệ cho em. Số điện thoại của em là 0977280818. 5 sao nghe quý anh chị nha, 5.000 m² đó. Có nhà ở tạm, có điện, nước đầy đủ. Từ đây về đến Buôn Mê Thuột là 12 km nghe quý anh chị nha. 12 km là lên đến Buôn Mê Thuột. View sông đó, view hồ đó. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0977280818. 5 sao view sông. Đó, ôm trọn cái sông này. Đó, đuôi đó. Này anh chị làm cái khu vui chơi giải trí câu cá thư giãn là đúng bài luôn đó. Có cái nhà ở tạm đây rồi. Từ đây về đến Buôn Mê Thuột là 12 km. Chất đất thì sỏi cơm quý vị nha. Sỏi cơm. Đó. Đây thì gia chủ người ta phá bỏ hết cây trồng rồi, họ đang tính quy hoạch làm view này. Hai km là về đến Buôn Mê Thuột. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0977280818. 280818 nha quý chị nha, số điện thoại của em 0977280818. Từ đây về đến Buôn Mê Thuột là 12 km. Anh chị nào quan tâm để làm view nghỉ dưỡng thì liên hệ sớm cho em để sở hữu lô này nha. Đó, diện tích là 5.000 m². Đó, rất đẹp. Rồi, anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em đi. Số điện thoại của em là 0977280818. Đường vô đây. Đó. Từ đây về đến Buôn Mê Thuột là 12 km thôi. Rất gần. View nghỉ dưỡng. Đuôi đất là bám sông, bám hồ. Rồi em xin phép được kết thúc video đây nha. Rất mong sự ủng hộ của quý anh chị. Hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo.